Xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một chiếc đồng hồ để bàn làm việc cực kỳ đẹp của Citizen nha các bác. Mẫu này thì có phong cách thiết kế tối giản, đơn giản nhưng mà cực kỳ tinh tế. Chiếc này thì có size nhỏ gọn, cao 16, ngang 12 cm, phù hợp cho các bác để bàn làm việc. Cái này thì có chất liệu toàn thân là hợp kim nhôm, mạ vàng, mặt nhôm phay nha các bác. Sử dụng mặt kính cong, bộ máy radio control hai pin tiểu, có chức năng tự kim dây ban đêm tự động ngưng hoạt động để tiết kiệm năng lượng các bác. Trên đây nó có một con mắt cảm biến này, ban đêm các bác tắt điện đi là kim dây nó sẽ đứng lại để tiết kiệm pin. Dòng này thì các bác xài, nếu mà pin xịn các bác dài 25 mới thay pin được. Chiếc này thì hàng mới full book 100%, em đang bán giao lưu với các bác giá 1.600.000, bảo hành 25, miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Vâng, các bác nào yêu thích thì inbox gọi điện trực tiếp cho em nhé. Vâng, em xin cảm ơn. Hẹn gặp lại các bác trong các mẫu đồng hồ tiếp theo. Em xin tạm biệt.